Nếu như ở nội dung dành cho nam thì Indonesia là đội bóng được đánh giá mạnh nhất, thì ở nội dung dành cho nữ, Thái Lan mới được coi là ứng viên số 1. Đây là đội xuất phát của Indonesia, gồm số 2 đó là Ratchi, số 3 Megawati, số 10 Hulan, số 17 là Fahila, đây là số 19 Tisia, số 24 là Medi Yoko, và libero số 1 Inda. Huấn luyện viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia đó là Alim Suseno. Còn đây là đội xuất phát của Thái Lan. Họ vào sân gồm có số 8 Wacharia, số 11 là Darin, số 12 Hataya, số 15 đó là Soraya, số 16 Pimpichaya, số 19 đó là Chachuon. Và libero đó là huấn luyện viên mặc áo số 2 Tijanut, huấn luyện viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đó là ông Danai Sriwa Chalamaitakun. Như chúng ta đang thấy thì có khá nhiều những cổ động viên của Thái Lan đã có mặt ở Campuchia cổ vũ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Ở trong set đấu đầu tiên thì các nữ vận động viên bóng chuyền bên phía Thái Lan thi đấu trong trang phục áo xanh, quần đen và ở phần sân bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Lúc này thì trong đội hình của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan có khá nhiều những vận động viên thi đấu tại nước ngoài như ở Thổ Nhĩ Kỳ hay Nhật Bản. Ví dụ như Pimpichaya, đó là vận động viên đang thi đấu tại Nhật giống như Thành Thúy của Việt Nam vậy. Còn hai vận động viên đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đó là Chachuon và Acharapon. Trận đấu đầu tiên đã bắt đầu với quyền phát bóng thuộc về các vận động viên của Thái Lan. Rất tốt, điểm số đầu tiên đã thuộc về Thái Lan. Người đã ghi điểm trong tình huống vừa rồi cho Thái Lan đó là Pimpichaya. Ở vị trí đối chuyển, Pimpichaya đã có pha đập bóng khá cắm và giúp Thái Lan dẫn trước Indonesia với tỷ số 1-0. Nhưng ngay sau đó thì Indonesia đã san bằng tỷ số 1-1 với pha đập bóng ở vị trí tay đập giữa. Người đã ghi điểm đó là Hulan đi. Một pha phối hợp qua đầu rất tốt. Hai một cho Thái Lan. Một pha phát bóng để mất điểm rất đáng tiếc, bóng đã đi ra ngoài. Chắn bóng đi ra ngoài và tỷ số là 2-2. Rào chắn của Thái Lan đã chắn bóng tốt nhưng đáng tiếc bóng lại không rơi sang phần sân của Indonesia. Vẫn là một lợi thế dẫn trước dành cho Thái Lan.
chắn bóng thành công. 4-2. Đó là pha chắn bóng thành công của Chachuon. Chỉ có một mình Chachuon bật lên làm rào chắn, nhưng đã ngăn chặn thành công pha đập bóng của Megawati. Khá đáng tiếc khi các vận động viên của Thái Lan đã đánh bóng không qua lưới ở pha phối hợp qua đầu vừa rồi. Người đã có pha đánh bóng không thành công đó là Hattaya. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-4 cho Indonesia. Nhưng với những pha phối hợp ăn khớp như vừa rồi thì Hattaya đã sửa được sai lầm ngay trước đó của cô. Một pha đập bóng ở vị trí tay đập giữa và mang điểm về cho Thái Lan. 5-3. Sáu ba. Bắt đầu có những khoảng cách về mặt điểm số giữa Thái Lan và Indonesia, những khoảng cách được nới rộng lớn hơn. Đó là pha đỡ bước một không tốt. Bóng đi ra ngoài và chưa chạm rào chắn. Có điểm cho Thái Lan 7-3. Như vậy là bên phía Indonesia đã buộc phải xin tạm dừng hội ý sau khi để cho Thái Lan dẫn với khoảng cách 4 điểm. Đây là trận đấu đầu tiên của cả Thái Lan và Indonesia tại bảng A của môn bóng chuyền, nội dung dành cho nữ. Trước đó thì các nam vận động viên của Indonesia đã cho thấy sức mạnh tuyệt đối của họ ở sân chơi khu vực. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các nữ vận động viên của Indonesia cũng có một sức mạnh áp đảo so với các đối thủ trong khu vực giống như vậy. Xét về mặt tương quan lực lượng thì Thái Lan mới là đội bóng được đánh giá là mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Nhưng năm nay, như chúng ta đã biết thì các nữ vận động viên Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á. Và đó là một tiền đề lớn để cho người hâm mộ có thể hy vọng và một bất ngờ sẽ xảy ra ở nội dung bóng chuyền dành cho nữ. Vừa rồi là một tình huống có điểm dành cho Indonesia khi bóng đã đập rào chắn bên phía Thái Lan và bay ra ngoài. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 4-7. Rất cố gắng. Và cuối cùng thì đã có điểm dành cho các vận động viên của Thái Lan. Người đã ghi điểm cuối cùng trong tình huống vừa rồi dường như là Soraya. Chúng ta hãy cùng xem lại. Đúng vậy. Và đánh bóng ngay trên lưới của Soraya đã mang về điểm thứ 8 cho đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan trong trận đấu đầu tiên này. Một tình huống đập lao sau vạch 3m. Đó là pha xử lý của Soraya và tiếp tục có điểm cho Thái Lan. 9-4. Không phải người đã đập lao sau vạch 3m vừa rồi là Chachuon. Lần này thì bóng đã đi ra ngoài
và các trọng tài xác định bóng chưa hề chạm vào rào chắn. Có điểm cho Indonesia. 5-9. Rất hay, một pha phối hợp khá ăn khớp của các nữ vận động viên bên phía Thái Lan. Tỷ số bây giờ là 10-5. Thái Lan mặc dù đang dẫn trước Indonesia với khoảng cách tương đối sâu là 4 điểm, nhưng với những gì đến lúc này các nữ vận động viên của Indonesia thể hiện thì cũng sẽ không dễ dàng dành cho các học trò của huấn luyện viên Danai. Và ghi điểm tốt ở vị trí đối chuyền, không đó vị trí chủ công. Người đã ghi điểm là Pim Pichaya. Có điểm dành cho Indonesia, 7-11. Bóng không qua lưới, một tình huống bóng bền và cuối cùng thì điểm đã thuộc về các nữ vận động viên tới từ Thái Lan, 12-7. Cách đây ít tuần thì tại giải bóng chuyền nữ các câu lạc bộ châu Á, các cô gái Việt Nam đã vượt qua chính các vận động viên của Thái Lan dưới cái tên câu lạc bộ Diamond Foot với tỷ số 3-2 trong trận chung kết. Và đến lúc này với những ai yêu mến bóng chuyền Việt Nam thì chắc chắn cảm xúc của trận đấu đó vẫn còn rất rõ ràng, và chúng ta cùng chờ đợi một kỳ SEA Games thành công nữa của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đã có lỗi phát bóng của vận động viên bên phía Indonesia. Điểm cho Thái Lan, 13-8. Một lỗi dẫm vạch rất rõ ràng. Bỏ nhỏ thành công. Pha bỏ nhỏ thông minh của Chatchuon. Đến thời điểm hiện tại chúng ta có thể nhận ra lối chơi của Thái Lan là rất đa dạng, và bất cứ vị trí nào họ cũng có thể ghi điểm thay vì phụ thuộc vào một tay đập nhất định. 14-8, khoảng cách giữa hai đội đang là 6 điểm. Đã có sự thay đổi người bên phía Indonesia khi số 2 Rachi rời sân để nhường chỗ cho số 7 Nandita. Nỗ lực cứu bóng không thành công và Indonesia có điểm, 9-14.
người đã chạm bóng cuối cùng bên phía Thái Lan ở pha bóng vừa rồi, đó là Pipichaya. Một pha xử lý rất khôn ngoan, làm lỡ đà hoàn toàn rào chắn bên phía Indonesia. Đó là pha xử lý của Pipichaya. Phát bóng ăn điểm trực tiếp, 16-9. Chúng ta cùng xem lại và phát bóng ăn điểm trực tiếp vừa rồi của Chatsuon. Như vậy là lần thứ hai ở trong set đấu này thì huấn luyện viên của Indonesia, ông Alim Suseno, đã buộc phải xin tạm dừng hội ý. Đây là lần tạm dừng hội ý cuối cùng của Indonesia trong set đấu đầu tiên. Lần này thì đã có điểm dành cho các vận động viên bên phía Thái Lan rồi. Có vẻ như đã có tình huống tay đập chạm lưới của các nữ vận động viên tới từ Indonesia. Không phải. Đó là lỗi bóng chạm anten. Ba sự thay đổi người bên phía Thái Lan. Số 23 Sirima vào sân để thay cho số 16 là Pipichaya. Số 21 Thanacha cũng sẽ vào sân để thay cho số 15 Soraya. Khoảng cách giữa Thái Lan và Indonesia đang là rất sâu. 8 điểm. Và Thái Lan đang cho thấy sức mạnh của họ. Và lý do vì sao họ là ứng cử viên số 1 cho tấm huy chương vàng SEA Games 32 năm nay ở nội dung bóng chuyền dành cho nữ. Phát bóng không qua lưới. Đó là pha phát bóng của Chatsuon. 10-17. Có điểm tiếp theo cho Indonesia, 2 điểm liên tiếp cho các cô gái tới từ xứ sở vạn đảo, 11-17. Đó là pha bóng mà Chatsuon đã không thể phòng ngự thành công. Điểm số thứ 3 liên tiếp cho Indonesia, 12-17. Đó là pha tranh chấp rất tốt ở trên lưới của Fahila.
khá đáng tiếc. Đó thì huống tay chạm lưới của Aneta. Không, đó lỗi hai chạm. Lỗi để dính bóng. Các trọng tài đang làm việc hết sức tập trung. 18-12 cho Thái Lan. Đó là pha đập bóng sau vạch 3m. Bóng đã sượt qua rào chắn trước khi đi ra ngoài. Và điểm cho Thái Lan 19-12. Các trọng tài đã nhận định đúng. Bóng đã chạm vào tay của Mediyoku trước khi đi ra ngoài. Lần này thì pha đập bóng của các nữ vận động viên tới từ Indonesia là quá mạnh. Bóng đi ra ngoài và điểm cho Thái Lan. 20-12. Khoảng cách giữa hai đội đang là 8 điểm và chỉ cần 5 điểm nữa thôi thì Thái Lan sẽ là đội giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên này. Người đã ghi điểm ở trong tình huống vừa rồi cho Thái Lan đó là Thanacha. Thanacha ngay sau đó đã được rút ra nghỉ và vào thay cho cô, đó là Soraya. Nỗ lực của các vận động viên bên phía Indonesia đã giúp họ rút ngắn được tỷ số. Một pha xử lý rất nỗ lực. Người đã mang điểm về cho Indonesia trong tình huống vừa rồi đó là Nandita. Rất khó để ngăn cản hàng tấn công của Thái Lan. 22-14 rồi. Những pha phối hợp rất ăn khớp và vừa rồi ở vị trí tay đập giữa thì Wacharia đã mang về điểm số thứ 23 trong trận đấu đầu tiên cho Thái Lan. Cực kỳ ăn ý. Và chuyền hai của Thái Lan đến lúc này vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. 23-14. Bóng đi ra ngoài. Indonesia rút ngắn tỷ số xuống còn 15-23. Đỡ bước một không tốt một chút nào cả. 16-23. Người đã phát bóng và mang điểm về cho Indonesia trong tình huống vừa rồi đó là Aneta. Hai mươi bốn mười sáu và sẽ có set point dành cho Thái Lan. Và bật rất cao và đập bóng là của Pipichaya.
Và điểm số quyết định đã đến. Thái Lan đã giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên khi đối đầu với Indonesia tại bảng A. Một bóng chuyển nội dung dành cho nữ. Họ đã vượt qua Indonesia với tỷ số 25-16 ở trận đấu này. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ trước khi đến với trận đấu thứ hai. Trận đấu sẽ diễn ra sau đây có ít phút thôi. Như vậy là thời gian tạm nghỉ giữa hai set đấu đã hết và bây giờ chúng ta chuẩn bị bước vào theo dõi set đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Indonesia trong cuộc đua bảng A của SEA Games 32. Bốn bóng chuyển nội dung dành cho nữ. Tại kỳ SEA Games 31 thì Thái Lan đã cho thấy sức mạnh vượt trội của họ khi đã đăng quang giành tấm huy chương vàng ở kỳ SEA Games 31. Kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam. Khi đó thì trên hành trình tới ngôi vô địch của mình, Thái Lan chỉ để thua đúng một set và đó là set đấu mà họ để thua trước Việt Nam ở vòng bảng. Còn khi gặp lại Việt Nam trong trận chung kết thì Thái Lan đã dễ dàng có chiến thắng 3-0 với những tỷ số tương đối cách biệt là 25-20, 25-14 và 25-14. Tại vòng bảng bóng chuyền nữ ở kỳ SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam thì Thái Lan và Indonesia cũng ở chung một bảng. Và ở trận đấu đó thì Thái Lan đã vượt qua Indo với tỷ số 3-0. Liệu điều đó có lặp lại ở trong kỳ SEA Games năm nay hay không? Một pha phát bóng hơi mạnh và đã có điểm cho Thái Lan. Người đã phát bóng hỏng bên phía Indonesia ở tình huống vừa rồi đó là Tisia. Bóng đã chạm vào libero Inda của Indonesia trước khi đi ra ngoài. 2-0 cho Thái Lan.
Đó là phát bóng, đó là pha phát bóng không đi qua lưới của Darin. Bỏ nhỏ thành công. Đó là pha ghi điểm của Chatchuon. Ở kỳ SEA Games năm ngoái thì Chatchuon cũng đã tham dự và cùng với các đồng đội của mình giành tấm huy chương vàng. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Mặc dù vẫn để thua Thái Lan ở trong set đấu đầu tiên, những điểm số mà các nữ vận động viên Indonesia có được so với SEA Games 31 trước Thái Lan đã tốt hơn khá nhiều. Bốn hai cho Thái Lan. Những điệu nhảy ăn mừng của các vận động viên bên phía Thái Lan, những người đang được đăng ký cho trận đấu này nhưng chưa vào sân. Đó là pha đập bóng chéo sân rất tốt và khiến cho libero của Thái Lan, đó là Subhascha, không thể cứu bóng thành công. Rất nỗ lực, đó nỗ lực cứu bóng của libero Subhascha và nó giúp cho Thái Lan ghi điểm ngay sau đó. Một tình huống bỏ lỡ điểm số khá đáng tiếc của Indonesia. Liên tiếp là những pha cứu bóng của Subhascha. Năm ba. Bóng không qua lưới. Đó là pha đánh bóng nhanh của Fahila. Nhưng đáng tiếc bóng lại không đi qua lưới sau pha xử lý của vận động viên mặc áo số 17 bên phía Indonesia. 6-3 rồi. Lần này thì pha đỡ bước 1 của Subhascha đã không thành công. Bóng đã đi ra ngoài. 4-6. Rất chuẩn xác, bóng vẫn trong sân. Một pha ghi điểm khá ấn tượng của các nữ vận động viên tới từ Thái Lan. 7-4. Chúng ta cùng xem lại pha ghi điểm vừa rồi. Quá ăn khớp và chính xác. Người đã ghi điểm là Chatchuon. Một pha bật cao sau vạch 3m và ghi điểm. Lần này thì đã có điểm cho Indonesia rồi. 5-7. Đó là pha đập bóng của Megawati. Bóng đã chạm rào chắn của Thái Lan trước khi đi ra ngoài. Và bây giờ người phát bóng cho Indonesia là Fahila. Bóng không qua lưới. Một pha phát bóng hơi nhẹ của số 17 bên phía Indonesia. 8-5.
Bóng vẫn trong sân, đó là quyết định của các trọng tài và tiếp tục có thêm điểm cho Thái Lan, 9-5. Bây giờ người phát bóng đó là Soraya. Rất hay, một pha phối hợp trong đầu tốt và được kết thúc bởi Hulani. Những pha xử lý của chuyền hai bên phía Thái Lan khiến cho rào chắn của Indonesia gặp rất nhiều khó khăn trong phán đoán. Và đây là một tình huống như vậy. Với việc chỉ phải đối mặt với một rào chắn thì Pipichaya đã khá dễ dàng ghi điểm nâng tỷ số lên 16. Phát bóng ăn điểm trực tiếp 11-6. Không ngạc nhiên khi huấn luyện viên của Indonesia Alim Suseno đã phải xin tạm dừng hội ý. Kể từ đầu trận đến giờ, đây là lần tạm dừng hội ý thứ 3 của Indonesia, trong khi Thái Lan đến lúc này họ vẫn chưa phải sử dụng bất cứ một quyền tạm dừng hội ý nào. Cũng dễ hiểu thôi, bởi kể từ trận đấu đầu tiên đến giờ thì Thái Lan liên tiếp dẫn trước Indonesia và thậm chí là có những lúc họ dẫn rất sâu. Bây giờ trận đấu sẽ tiếp tục trở lại với quyền phát bóng thuộc về Thái Lan. Sẽ là pha phát bóng của Darin. Quá hay, đó là pha ghi điểm của Chatchuon. Chúng ta cùng xem lại pha ghi điểm vị trí chủ công của Chatchuon. Bóng đi chéo và không cho hàng phòng ngự của Indonesia bất cứ một cơ hội nào. 14-7. Lại là một tình huống ghi điểm nữa của Chatchuon.
Bên phía Indonesia có sự thay đổi người. Người rời sân là số 2 Rachi và vào sân thay cho Rachi là số 7 Nandita. Tiếp tục có thêm một điểm nữa dành cho Indonesia. Đà lên điểm của Indonesia chỉ dừng lại ở con số 2. Và Thái Lan đã có điểm số thứ 16 của họ rồi. 16-8 và người phát bóng bây giờ đó là PP Chaya. Phát bóng không qua lưới, khá đáng tiếc cho PP Chaya. 9-16. Bên phía Indonesia có sự thay đổi người khi số 9 Hani được tung vào sân thay cho số 19 Tisia. Rất hay, lại là một pha ghi điểm nữa của Chatchuon. 17-9. Chatchuon đang đóng góp khá nhiều điểm số cho đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan ở trong cuộc đối đầu với Indonesia ngày hôm nay. Bật rất cao. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Và đó lại là một tình huống ghi điểm của Chatchuon. Đó tình huống mà các trọng tài xác định rào chắn đã để tay chạm lưới. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 10-18 cho Indonesia. Đúng vậy. Đó tình huống mà cái tay của Hattaya đã khẽ chạm lưới sau tình huống bật lên làm rào chắn. Nhưng đã có khiếu nại từ các vận động viên bên phía Thái Lan. Chúng ta hãy cùng chờ xem những tín hiệu từ video của các camera kỹ thuật để xem liệu thực sự đã có tình huống mà Hattaya để tay chạm lưới hay chưa. Đây chính là góc máy đó. Chưa, có vẻ chưa. Nhưng bộ phận mà chạm lưới đó là tóc. Tóc của Hattaya đã chạm vào lưới. Và video kỹ thuật vừa rồi đã tạo ra những tiếng cười khá sảng khoái tại nhà thi đấu bóng chuyền.
sẽ là một tình huống phát bóng lại và không tính điểm cho Indonesia ở trong tình huống vừa rồi. Vẫn là 18-9 nghiêng về Thái Lan. Quá hay, những pha phối hợp rất hay của các vận động viên bên phía Thái Lan. Nhưng đáng tiếc ở tình huống vừa rồi thì pha bật nhảy sau vạch 3m của Chatrion lại đánh bóng đi không qua lưới. 10-18. Bóng không qua lưới, rất vất vả mới có điểm, nhưng các vận động viên bên phía Indonesia lại không biết chắt chiu. Người đã đánh bóng không đi qua lưới trong pha phát bóng đó là Medi Yoku. Sự thay đổi người bên phía Thái Lan. Số 8 Wacharia rời sân để nhường chỗ cho số 29 là Wimorat. Mặc dù khá chệch choạc nhưng cuối cùng vẫn có điểm dành cho các vận động viên bên phía Indonesia. 11-19. Người đã ghi điểm cho Indonesia ở pha bóng vừa rồi là Phát Hy Lạ. Và lần thứ hai liên tiếp thì các vận động viên bên phía Indonesia phát bóng không qua lưới. Đó là pha phát bóng hỏng của Phát Hy Lạ. Có vẻ như trước sức mạnh của Thái Lan thì huấn luyện viên Suseno cũng không tỏ ra quá bực tức với những sai lầm vừa rồi của các học trò. 20-11. Không thể cứu bóng thành công và có điểm số thứ 12 cho Indonesia trong set đấu thứ hai này. Chúng ta cùng xem những nỗ lực cứu bóng không thành của các vận động viên bên phía Thái Lan. Tiếp tục có những sự thay đổi người bên phía Indonesia. Số 3 Megawati vào sân để thay cho số 4 Agneta. Và số 19 Tisia vào sân để thay cho số 9 Hani. Và có điểm dành cho Indonesia. Một pha bóng rất hay. Và cuối cùng thì điểm đã được ghi bởi Megawati. Đây là một pha bóng mà rào chắn bên phía Thái Lan đã hoạt động rất kiên cường. Nhưng cuối cùng pha đập bóng của Megawati đã xuyên qua rào chắn và mang điểm về cho Indonesia. 13-20. Bóng chạm tay chắn rồi đi ra ngoài và điểm cho Thái Lan. 21-13. Đó, tình huống bóng đã chạm vào tay của Megawati sau pha đập bóng của Pipichaya. Thái Lan có sự thay đổi người khi số 6 Warisana vào sân thay cho số 11 Darin.
Bóng vẫn trong sân, một pha bỏ nhỏ tốt của có lẽ là của Hataya. Chúng ta hãy cùng xem lại. Không phải, đó là pha ghi điểm của Megawati. Mười bốn hai mốt vẫn là một khoảng cách tương đối xa với 7 điểm cách biệt. 22-14 rồi. Đó là pha phát bóng không qua lưới của Nandita. Bây giờ người phát bóng cho Thái Lan đó là Winmorat. Pha đập bóng để trúng rào chắn và ra ngoài của các cô gái Thái Lan. 23-14. Đúng là bóng đã khẽ chạm vào tay của Megawati trước khi đi ra ngoài. Hai mươi bốn mười bốn và sẽ có set point dành cho Thái Lan. Pha chắn bóng quá hay, đó là pha chắn bóng thành công của Pipichaya. Mười lăm hai mươi bốn. Vẫn còn rất nhiều cơ hội để kết thúc set đấu dành cho các vận động viên của Thái Lan. Bóng chạm vào tay chắn bên phía Thái Lan trước khi đi ra ngoài và điểm được tính cho Indonesia. Đúng vậy, bóng đã chạm vào tay của Chatchuon. Khá rõ ràng. 16-24. Nhưng cuối cùng thì set đấu thứ hai cũng đã khép lại với điểm quyết định thuộc về các vận động viên của Thái Lan. Set đấu thứ hai đã kết thúc với chiến thắng 25-16 nghiêng về các học trò của huấn luyện viên Dan này. Chúng ta cùng xem lại pha ghi điểm quyết định và vẫn là cái tên Chatchuon, chủ công số 1 ở Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi đến với set đấu thứ 3.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Indonesia trong khuôn khổ bảng A môn bóng chuyền nội dung dành cho nữ. Đây là trận đấu đầu tiên ở bảng đấu này. Và trước mặt chúng ta sẽ là set đấu thứ 3. Sau hai set đấu đầu tiên thì Thái Lan đang tạm thời dẫn trước Indonesia với tỷ số 2-0 khi vượt qua các cô gái tới từ xứ Vạn Đảo với cùng tỷ số 25-16. Và trong set 3 này thì Thái Lan là đội phát bóng trước. Đó là pha ghi điểm của Chatchuon, một pha bỏ nhỏ rất thông minh. 1-0 cho Thái Lan. Hay không? Những nỗ lực của rào chắn và hệ thống phòng ngự bên phía Indonesia đã không thể cứu bóng được. Người đã đánh bóng đi ra ngoài bên phía Indo ở pha bóng vừa rồi đó là Megawati. Bóng đập vào hàng chắn trước khi đi ra ngoài. Điểm cho Indonesia 1-2. Người đã ghi điểm là Medi Yoku. Bóng không qua lưới. Pha phát bóng không đi qua lưới của Aneta. 3-1 cho Thái Lan. Bóng đi ra ngoài. Tiếp tục có điểm dành cho các vận động viên của Thái Lan. 4-1. Khá nhiều những tình huống đánh bóng lỗi của Megawati. Rất may mắn cho các cô gái của Thái Lan. 5-1. Pha phát bóng tưởng chừng như không đi qua lưới nhưng bóng đã leo qua và rơi sang phần sân của Indonesia. Pha phát bóng vừa rồi là của Wacharia. Bên phía Indonesia đã buộc phải xin tạm dừng hội ý từ khá sớm ở trong set đấu thứ 3 này. Có điểm cho Indonesia. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-5. Megawati đập bóng và bóng đã trúng vào cái tay của Chatchuon trước khi đi ra ngoài. 2-5 và Megawati là người phát bóng. Những pha phối hợp đầy biến hóa của Thái Lan và vừa rồi người kết thúc đó là Pipichaya. Không có bất cứ cơ hội nào dành cho libero Inda của Indonesia. Rất thông minh và rất kỹ thuật. Chatchuon đang cho thấy vì sao cô đánh giá là chủ công số 1 khu vực Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Những pha xử lý của Chatchuon cũng rất đa dạng. Và vừa rồi là một cú bỏ nhỏ thành công. 7-2.
Bóng trong sân. 8-2 cho Thái Lan. Bóng đã vượt qua rào chắn và rơi vào trong sân sau cú đánh bóng vừa rồi của Warisara. Andeta đã rời sân để nhường chỗ cho số 19 Tisia. Chín hai, một tình huống đỡ bước một không tốt. Bóng đã đi ra ngoài mất rồi. Và phát bóng đi ra ngoài vừa rồi là của Pipichaya. Bên phía Indo có sự thay đổi người khi số 21 Aulia vào sân thay cho số 24 Medi Yoku. Bóng đi ra ngoài sau cú đánh dọc biên của Chatchuon. Điểm cho Indonesia 4-9. Điểm cho Thái Lan. Một tình huống để người chạm lưới. Khá rõ ràng. Tay của Nandita đã chạm lưới trong nỗ lực đưa bóng sang phần sân của Thái Lan. 14 cho Thái Lan. Bóng đi ra ngoài, pha đập bóng quá mạnh. 11-4. Pha đập bóng của vận động viên mới vào sân Aulia. Cuối cùng thì đã có một pha phối hợp ăn khớp và được kết thúc bởi Hataya. Đó là pha phối hợp qua đầu. Chuyền hai của Thái Lan ngày nay đã thi đấu quá hay. Lần thứ hai trong set đấu này thì huấn luyện viên của Indonesia Adim Suseno đã phải xin tạm dừng hội ý. Đó, một pha phát bóng đi ra ngoài của Chatchuon. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 5-12. Bóng ra ngoài, tiếp tục có điểm dành cho Indonesia, 6-12.
đánh bóng không qua lưới. Một tình huống rất không cẩn thận của Aulia và điểm cho Thái Lan 13-6. Mười bốn sáu, khoảng cách giữa hai đội là 8 điểm rồi. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 7-14. Và đập bóng rất mạnh sau vạch 3m của vận viên mang áo số 3 Megawati của Indonesia. 8-14. Tiếp tục có điểm dành cho Indonesia. Ba điểm liên tiếp được ghi cho Indonesia, 9-14. Đó đều là những tình huống giật mình của các vận động viên. Lần này thì libero của Indonesia là Inda đã không thể cứu được bóng. Điểm cho Thái Lan 15-9. Tình huống tấn công trước đó của Thái Lan thì Inda đã cứu bóng phải nói cực kỳ dũng cảm. Nhưng ở pha bóng sau đó thì Inda đã không thể thành công. Vẫn có điểm dành cho Indonesia. Bóng chạm rào chắn trước khi đi ra ngoài. 10-15. Chúng ta vừa xem lại tình huống ghi điểm nữa của các cô gái Indonesia. Và lần đầu tiên trong trận đấu với Indo thì bên phía Thái Lan đã phải xin tạm dừng hội ý. Bóng không đi qua lưới. Đó tình huống xác định điểm cho Indonesia 12-15. Khoảng cách giữa Indo và Thái Lan bây giờ chỉ còn 3 điểm thôi. Đã có thời điểm ở set 3 này thì Thái Lan đã tạo ra một khoảng cách tới 8 điểm so với đối phương. Nhưng bây giờ
Họ chỉ còn dẫn trước Indonesia với khoảng cách 3 điểm. Quá hay. Đó là pha phối hợp sau đầu của các vận động viên bên phía Thái Lan. Chúng ta cùng xem lại. Người đã ghi điểm cho Thái Lan đó là Wacharia. Nhưng phải nói đây là một trận đấu mà chuyền hai của Thái Lan, Sirima, đã chơi rất ấn tượng. 16-12. Và bỏ nhỏ thành công của Chapchuon. 17-12. Hai điểm liên tiếp đã được ghi cho Thái Lan. Và đó là pha bóng mà bóng đã đi ra ngoài sau khi chạm rào chắn bên phía Thái Lan. Đúng vậy, rất rõ ràng. Bóng đã chạm vào hàng chắn của Thái Lan trước khi đi ra ngoài. Và điểm cho Indonesia 13-17. Sự thay đổi người bên phía Indonesia. Người vào sân đó là số 9 Hani. Và rời sân nhường chỗ cho Hani là số 7 Nandita. Một pha ghi điểm khá dữ dội. Đó là pha ghi điểm của Pipichaya. Không có bất cứ cơ hội nào cho hệ thống phòng ngự của Indonesia. 18-13. Bóng chạm giao chắn và đi ra ngoài. 19-13 cho Thái Lan. Lại là một tình huống ghi điểm nữa của Chatchuon. Số lượng cổ động viên của Thái Lan đang tỏ ra khá vượt trội trên khán đài. Và họ đang được tận hưởng một bầu không khí rất sôi động. Và cùng với đó là chiến thắng của Thái Lan. Bây giờ thì khoảng cách đã được nới rộng lên thành 7 điểm rồi. Tiếp tục là một tình huống đập bóng đầy uy lực của Pipichaya. Đà lên điểm liên tiếp của Thái Lan đã bị chặn lại. Indonesia rút ngắn tỷ số xuống còn 14-20. Và ghi điểm của Megawati. Bóng đi ra ngoài, một pha phát bóng quá mạnh của Megawati. 21-14. Chắn bóng đi ra ngoài. Một pha xử lý không thực sự hợp lý của Hataya. Mười lăm hai mốt.
Và có điểm cho Thái Lan sau pha đập bóng vừa rồi của Chatchuon. 22-15. Một tình huống mà rào chắn bên phía Indonesia đã hoạt động khá tốt, rút ngắn tỷ số xuống còn 16-22. Người đã cố gắng đưa bóng qua phần sân của Indonesia là Warisara, nhưng đáng tiếc Warisara đã không thể đưa bóng vượt qua được hàng chắn của Indo. 23-16, còn 2 điểm nữa thôi, Thái Lan sẽ kết thúc trận đấu với Indonesia ở đây. Bên phía Thái Lan có sự thay đổi người khi mà số 8 Wacharia rời sân nhường chỗ cho số 29 Wimonrat. Và bên phía Indonesia, số 7 Nandita vào sân thay cho số 9 Hani. Có điểm dành cho Thái Lan, đó là pha ghi điểm của huấn luyện viên Warisara, và sẽ có match point dành cho các học trò của huấn luyện viên Danai. Và bóng đi ra ngoài. Như vậy là trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia ở môn bóng chuyền nội dung dành cho nữ, trận đấu đầu tiên của bảng A đã khép lại với chiến thắng 3-0 nghiêng về Thái Lan. Các cô gái Thái Lan đã vượt qua Indonesia với các tỷ số 25-16, 25-16 và 25-16. Một chiến thắng không bất ngờ. Nhưng phần nào người ta lại thấy được sức mạnh và sự đa năng của các vận động viên bên phía Thái Lan để hiểu vì sao họ là ứng viên vô địch cho nội dung bóng chuyền dành cho nữ tại kỳ SEA Games 32 năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng chuyền giữa Thái Lan và Indonesia ở nội dung dành cho nữ tại SEA Games 32 của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.